Video hôm nay Hương sẽ tiết lộ đến bạn hai công thức giúp bạn có thể điều trị nám da, tàn nhang ngay tại nhà, khiến da của bạn có thể trắng sáng hơn, đều màu hơn và đặc biệt còn có thể hỗ trợ bạn chống được lão hóa. Và hai công thức này Hương đã hướng dẫn rất là nhiều những khách hàng của mình đang sử dụng, hầu hết đều cho hiệu quả rất là rõ rệt. Tuy nhiên, trước khi vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Và đối với hai công thức này, công thức đầu tiên chúng ta có thể sử dụng cho những làn da ở tình trạng nám vừa hay những bạn, những chị nào đó chúng ta mới bắt đầu skincare treatment. Còn công thức thứ hai chúng ta sẽ sử dụng cho những làn da khỏe hơn hoặc chúng ta đã qua một quá trình sử dụng các sản phẩm mà không hề thấy có hiệu quả. Vì vậy bạn hãy cố gắng là ở lại đến phần cuối của video để nắm được tất cả những cái chú ý của cả hai công thức này. Chúng ta cùng bước vào công thức đầu tiên. Công thức này Hương sẽ sử dụng 3 hoạt chất là retinol, niacinamide và apatine. Và đây là ba hoạt chất mà bạn đã nghe thấy rất là nhiều trong các video rồi. Tuy nhiên thì khi chúng ta kết hợp cả ba hoạt chất này với nhau tạo thành một chu trình thì chúng sẽ hỗ trợ nhau khiến da của bạn có thể loại bỏ sắc tố và chống lão hóa. Với retinol bạn sẽ có 3 lợi ích. Thứ nhất là sẽ hỗ trợ tăng sinh collagen, chống lão hóa. Thứ hai là tăng tốc đổi mới tế bào, loại bỏ tế bào già cỗi ở trên da, khiến các cái serum phía sau có thể thẩm thấu vào da bạn. Thứ ba có thể hỗ trợ ức chế những cái men để hình thành sắc tố trên da của bạn. Đối với retinol sẽ ưu tiên sử dụng nồng độ khoảng tầm là 0.5%. Thành phần thứ hai là niacinamide, tác dụng đầu tiên là cấp ẩm và khôi phục hàng rào bảo vệ da. Tác dụng thứ hai sẽ hỗ trợ da của bạn có thể thu nhỏ lỗ chân lông. Và thứ ba là ức chế cái quá trình vận chuyển melanin quá đà trên làn da, khiến da bạn sáng hơn và khỏe hơn, đặc biệt có thể hỗ trợ chống lão hóa. Đối với niacinamide, bạn nên sử dụng nồng độ khoảng 10%. Thành phần thứ ba là apatine. Thì apatine được coi như là một hoạt chất vàng trong việc xử lý các tình trạng sắc tố ở trên da, đặc biệt là khả năng kích ứng ở trên da nó rất là ít. Đối với apatine, bạn sẽ nên lựa chọn là alpha apatine, nồng độ khoảng tầm 2%, sẽ vừa giúp ức chế những cái sản sinh sắc tố ở trên da, còn hỗ trợ thêm là chống lão hóa cho làn da của bạn. Và khi mà chúng ta mới bắt đầu sử dụng chu trình này, bạn có thể tuân theo những quy tắc phía dưới đây. Quy tắc đầu tiên, chúng ta có thể lần lượt thêm từng hoạt chất vào. Ví dụ chúng ta bắt đầu với cái thành phần là niacinamide trước, khoảng tầm 2 tuần để da chúng ta làm quen. Sau đó bạn có thể thêm là retinol và sau đó những tuần tiếp theo có thể thêm thành phần là apatine để tránh cái tình trạng da của bạn quá tải. Hoặc với tình trạng da của bạn yếu hơn một xíu thì bạn có thể sử dụng là niacinamide với retinol khoảng tầm là 1 đến 2 tháng. Sau đó thì bạn có thể bổ sung thêm apatine vào phía sau. Và một chu trình hoàn chỉnh bạn có thể kết hợp như sau. Vào buổi sáng bạn sẽ ưu tiên sử dụng thành phần là niacinamide, có thể là tẩy trang hoặc là sữa rửa mặt, tức là một bước làm sạch da. Tiếp theo là serum HA để cấp ẩm cho làn da, niacinamide để làm sáng da, cấp ẩm và kiểm soát dầu thừa. Cuối cùng là kem chống nắng. Bạn nhớ rằng là dù mình có dùng bất kỳ những hoạt chất nào để treatment, để trị nám da thì kem chống nắng nó vô cùng quan trọng. Còn vào buổi tối bạn sẽ sử dụng xen kẽ hai thành phần là apatine và retinol, ví dụ như là tẩy trang này, sữa rửa mặt này, serum HA này. Và ngày chẵn bạn sẽ sử dụng là retinol, còn ngày lẻ sẽ sử dụng là apatine. Cuối cùng là dưỡng khóa ẩm ở phía sau. Và đối với cái phác đồ này sẽ rất là phù hợp cho bạn nào đó có tình trạng là nám nhẹ hay tình trạng da mới bắt đầu treatment, và bạn có thể kiên trì thực hiện tối thiểu 6 tháng để bắt đầu thấy tình trạng da của mình có tiến triển và tiếp tục duy trì về phía sau. Còn phác đồ thứ hai này sẽ phù hợp cho bạn nào đó mà chúng ta đã treatment nhiều rồi nhưng thấy rằng da của bạn không có sự tiến triển, hoặc bắt thường cái tình trạng là da của chúng ta bị nám nặng hơn, nám nhiều năm hơn và tình trạng da bạn rất là khỏe. Thì ở phác đồ thứ hai này chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái liệu pháp, đó chính là peel da tại nhà. Có thể bạn đã nghe thấy rất là nhiều về peel da và một số bạn còn có thể nhầm lẫn giữa peel da và bong lột tẩy. Ở đây Hương sẽ nhắc lại một chút về peel da cho bạn nào đó còn chưa hiểu về cái phương pháp này. Thứ nhất là peel da, tức là chúng ta vẫn sẽ sử dụng những cái hoạt chất treatment như là retinol, AHA, BHA hay là tranexamic acid. Tuy nhiên chúng sẽ ở nồng độ cao hơn một chút. Và peel da có thể khiến da bạn bong nhẹ nhàng thôi, giống chúng ta bị nẻ này, hoặc có thể là bong vi thể khiến bạn không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên chúng sẽ hỗ trợ da của bạn tăng tốc đổi mới tế bào nhiều hơn, tăng sinh collagen, elastin mạnh mẽ hơn. Thì từ đó bạn có thể kết hợp thêm trong chu trình skincare dưỡng da của mình, nó sẽ tăng hiệu quả hơn rất là nhiều. Và đối với cách peel da này thì không phải là bạn chỉ có bôi thoa một cái sản phẩm trên da, sau đó thì bạn đợi da của bạn bong,
và sau đó bạn sẽ bôi các sản phẩm tiếp theo. Mà ở đây bạn sẽ cần thực hiện một cái quy trình, một cái chu trình peel da sẽ xen kẽ và song song với quy trình dưỡng da. Thứ nhất là quy trình peel da bạn có thể thực hiện khoảng tầm 2 đến 3 tháng. Chúng ta có thể xen kẽ một vài hoạt chất. Ví dụ như đầu tiên bạn có thể peel để bạt sừng nếu da của bạn rất là dày sừng. Thứ hai bạn có thể peel để có thể hỗ trợ tăng sinh collagen, tăng sinh elastin, hoặc là ức chế thêm một cái sản sinh ra sắc tố như là peel với retinol. Hoặc là bạn có thể peel một số hoạt chất làm sáng da như là AHA hay là tranexamic acid. Hoặc là bạn có thể peel để hỗ trợ cấp ẩm cho làn da, khiến da bạn khỏe hơn. Thì cái điều này bạn sẽ cần được sắp xếp và xen kẽ tùy theo cái tình trạng da của bạn. Và nếu mong muốn là peel da tại nhà, sẽ nên có hướng dẫn, chỉ dẫn của chuyên gia hoặc là bác sĩ da liễu. Song song với quá trình peel da này, bạn sẽ kết hợp vẫn là một cái phác đồ giống ở cái phương pháp đầu tiên là ba hoạt chất là retinol, niacinamide và arbutin. Thì đối với phác đồ vừa kết hợp với peel da và vừa kết hợp với việc skincare treatment này, thì cái làn da của bạn sẽ tăng hạng nhanh hơn. Tuy nhiên thì bạn sẽ cần phải có những chú ý. Điều đầu tiên phải nghe ngóng tình trạng da. Điều thứ hai đặc biệt chú ý về cấp ẩm cho làn da để tránh da quá tải. Và điều thứ ba bạn cần phải chống nắng cho làn da thật là đầy đủ. Bởi vì bình thường bạn treatment thì da có thể sạm đi rồi, nhưng mà nếu mà peel da thì da bạn có thể sạm đi một cách nhanh chóng. Và nếu như bạn đang không biết rằng làn da của mình có thể thực hiện cái liệu pháp peel da tại nhà này hay không, thì bạn có thể để lại comment ở phía dưới thì Hương có thể hướng dẫn bạn được kỹ hơn. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.